Thưa quý vị và bà con, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Vườn Quốc gia Cát Tiên thuộc địa phận hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai thả 79 cá thể động vật hoang dã về rừng tự nhiên sau một thời gian dài chăm sóc nuôi dưỡng để phục hồi sức khỏe. 79 cá thể động vật hoang dã này gồm có khỉ đuôi lợn, khỉ đuôi dài, diều hâu đen, cầy họng vàng, chăn gấm, vượn đen má hung, rùa núi vàng, cú lợn lưng xám, mèo rừng, tê tê Java. Đây đều là những loài động vật quý hiếm nguy cấp có tên trong sách đỏ Việt Nam cần được ưu tiên bảo vệ. Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước là rừng nhiệt đới giàu có về tài nguyên và đa dạng sinh học với 1.610 loài thực vật bậc cao, hơn 100 loài thú, 348 loài chim, 79 loài bò sát, 133 loài cá nước ngọt. Năm 2001, nơi đây đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thứ 411 của thế giới với diện tích trên 728.000 ha, trong đó vùng lõi là 73.878 ha.